Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là 6 giờ chiều ngày 7 tháng 6 năm 2019. Trên màn hình quý vị đây, chúng tôi xin giới thiệu một bộ đại tự hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gụ. Bộ đại tự này có kích thước là 197x67, câu đối là 197x26. Đây là toàn cảnh của bộ hoành phi đây. Nhiều khách hàng thì có muốn sắm hoành phi câu đối cho phòng thờ của mình. Tuy nhiên thì những mẫu quấn phi câu đối trước của chúng tôi thì đục chạm nó quá cầu kỳ, trong quá trình sử dụng thì quý vị lau chùi vệ sinh thì nó hơi vất vả một chút. Nên là tôi có sửa hôm nay mới ra mẫu hoành phi như thế này, thì nó trơn, đường nét hoa văn của nó thì đục chạm nâu, nên là trong quá trình sử dụng thì chúng ta lâu ngày vệ sinh thì rất là dễ. Đường nét hoa văn thì vẫn có tứ quý tùng trúc cúc mai, ba chữ Đức Lưu Quang ở giữa, vẫn là đảm bảo được cái ý nghĩa hoa văn trong cái bộ đồ thờ. Tuy nhiên nó không quá cầu kỳ như là bộ cuốn thư. Đây là hoành phi. Bên này là câu đối, tôi sẽ lướt qua một lượt toàn bộ sản phẩm cho khách hàng ai đang có nhu cầu có thể quan sát được. Đây là gỗ vụ, vật gỗ rất là đẹp. Hai câu đối này thì là được đục chữ Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Hai câu đối rất là phổ thông, mọi nhà đều treo được, mọi nhà đều treo được. Hiện tại là chúng tôi vẫn để mọc nên là hoành giáp, nên là những cái bụi cũ cắm cưa nó màu trắng, nên là quý vị nhìn trên hình ảnh nó sẽ, và cái bộ này cũng mới làm nữa nên là nó nhìn nó một sáng màu này. Trong quá trình sử dụng thì màu sắc thực tế là nó sẽ sậm hơn một chút, sậm một chút. Để tôi quay gần thì như quý vị nào am hiểu về đồ gỗ thì có thể thấy được đây là chính là tôm gỗ gụ đây. Nhưng mà vì bộ này chúng tôi mới đục xong nên là nó vẫn còn sáng như thế này. Trong quá trình sử dụng thì nó có thể thấy sậm màu xuống một chút. Đó là đặc tính của gỗ gụ. Những khách hàng nào mà sành về đồ gỗ hoặc là dùng lâu năm thì là có thể biết. Vì là hàng mới được xong nên là nó sẽ sáng màu như vậy. Đây là vân gỗ nha mọi người nhé. Đây là vân gỗ đây. Nó liền một tấm luôn. Những cái bộ hoành phi như vậy ấy, thì gỗ là sẽ chọn lọc đẹp hơn, là rất là đẹp, rất là đẹp. Hạn chế mắt, tuy nhiên là cũng không thể tránh khỏi là 100% là không có mắt. Bởi vì cây gỗ tự nhiên mà càng già thì nó tạo hóa là sẽ câu càng nhiều mắt mấu, không thể tránh khỏi được. Tuy nhiên là hàng sạch sẽ thôi, chúng tôi chỉ đảm bảo hàng sạch sẽ thôi. Rồi đấy, mọi người ai có nhu cầu mà tham khảo mà hoành phi câu đối cho phòng thờ của mình thì hãy liên hệ với xưởng sản xuất đồ gỗ Tùng Tám, có số điện thoại là 0987 510 816, website đồ gỗ Tùng Tám .com, địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.